Vị hỏi đó là con muốn đi tu, xin sư cho con lời khuyên. Và tiếng Việt của mình ấy, quý vị nên tập gõ có dấu ha. Có lẽ là vị này lớn tuổi hay như thế nào đó thì không có nắm thông tin, nhưng mà nên gõ có dấu. Chứ còn tiếng Việt mà không có dấu á, nó kẹt lắm. Ví dụ như bây giờ sư không, sư có thể hiểu là bây giờ con muốn đi tù, xin sư cho con lời khuyên. Bây giờ đi tu với đi tù thì không bỏ dấu, nó không có phân biệt được ha. Thành ra là nên gõ chữ bỏ dấu. Còn về câu hỏi đấy thì thôi bây giờ sư hiểu là đi tu đi ha, chứ còn đâu có ai hỏi ông sư mà bây giờ con muốn đi tù. Bây giờ trong trường hợp mà quý vị muốn đi tu ấy thì có một vài cái lời khuyên như thế này. Thứ nhất là nên thu xếp với gia đình. Nếu như mà quý vị lớn tuổi rồi đó, tức là không có ai lớn hơn, thì theo như luật của Đức Phật thì không phải xin phép gia đình. Nếu như không còn mẹ và không còn cái bậc mà trưởng thượng ấy thì cũng không cần phải xin phép. Nhưng mà nếu như còn cái người lớn hơn mình ấy thì phải xin phép. Ví dụ như là còn cha còn mẹ thì phải xin phép ha. Gia đình phải đồng ý thì mới đi tu được. Đấy. Để tránh cái trường hợp là quý vị đi tu cho đã rồi cái gia đình lên thì gia đình kêu về. Ít nhất là phải có người nhà đồng ý. Rồi cái việc mà tiếp theo đấy thì quý vị cần phải tìm hiểu coi cái ngôi chùa nào thích hợp cho mình. Không phải là quý vị cứ vác cái ba lô lên chùa rồi là tự nhiên là mấy sư mấy thầy là cứ như vậy mà nhận quý vị vào đâu. Mỗi một nơi đấy thì nó có cái cách làm việc nó không có giống nhau. Hơn nữa thời buổi bây giờ đó thì nói thẳng đó là người ngay thì ít mà kẻ gian thì nhiều. Bất thình lình á mà một người vào chùa thì mình cũng không biết là họ gian hay họ ngay. Nó thẳng như vậy. Đã có nhiều trường hợp không hay xảy ra rồi, chứ không phải là không xảy ra đâu. Cho nên là không phải cứ mà quý vị cứ vác ba lô lên chùa là được. Phải tìm hiểu. Thứ nhất ấy, là tìm hiểu coi cái môi trường tu tập của cái ngôi chùa đó có phù hợp với mình hay không. Cái ngôi chùa đó có thiện tri thức hay không. Có cái người thầy để mà dạy mình hay không. Hay là cái nơi đó là vô chỉ toàn là công quả cho tới hết đời thôi. Có nhiều nơi nha, sư nhắc trước. Có nhiều nơi đó quý vị vô là thôi cứ làm công quả chừng nào mà thấy đã thì cho tu. Tới hồi mà tu rồi thì cũng chỉ làm công quả thôi. Cái chuyện mà giới định tuệ thì dẹp qua một bên. Cũng chỉ là khi chưa xuất gia đấy thì cũng là tưới nước rồi làm, nói chung là làm việc chùa. Tới hồi xuất gia rồi thì cũng làm bao nhiêu đó chuyện, không có nhắc gì tới chuyện tu hành hết. Bởi vì nhiều lý do thì chỗ đó cũng phải xét lại. Đấy. Rồi khi mà chọn được một cái nơi đấy thì mình phải lân la, mình làm quen dần dần ấy, thì để mọi người biết cái người này tính tình họ như thế nào. Mình tìm hiểu sâu về cái ngôi chùa đó và người ta cũng hiểu hơn về mình. Thì khi đó đó quý vị ngỏ lời muốn xuất gia nó cũng sẽ dễ hơn. Và một điều nữa sẽ nhắc nhở quý vị như thế này, đừng có lý tưởng hóa cái môi trường tu tập. Tại vì sao? Bởi vì đó ở đâu mình gọi là ở đâu có sống ở đâu có giang hồ. Tức là gì? Ở đâu có người thì ở đó cũng sẽ có người này người kia. Và thời buổi bây giờ đó kiếm ở đâu ra những cái vị thánh á, chỉ có những vị thánh ấy, thì ở với họ thì họ mới dễ thương thôi. Nhưng mà liệu mình ở chung với các vị thánh ấy, mình có xứng với họ hay không, xứng với các ngài hay không,
hay là mình đem cái phàm của mình vô rồi mình làm phiền các ngài đấy. Và nhắc nhở quý vị trước là môi trường tu tập không phải là chỉ có một màu hồng mà nó có nhiều cái nhan sắc. Thì khi chúng ta có được cái sự chuẩn bị tâm lý đó trước đấy, thì chúng ta vào chùa chúng ta sẽ thấy ở ngoài những cái hoa thơm nó còn có cỏ lạ nữa. Thì mình sẽ không có bị sốc và mình sẽ không bị lý tưởng hóa cái con đường tu tập của mình. Ngoài ra đó thì sư đã có một vài cái video trả lời về những cái chuẩn bị của một người mà muốn xuất gia. Trong cái danh sách vấn đáp Phật pháp, danh sách vấn đáp Phật pháp có những câu như là đây, cần chuẩn bị gì trước khi xuất gia đấy, rồi đấy, xuất gia theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, có những cái câu đó trong vấn đáp Phật pháp thì quý vị chịu khó quý vị nghe.